Chào các bác, cô chú, anh chị nha. Tôi đang ở chỗ 91 Trần Hưng Đạo, chỗ hiện đang có cái triển lãm cây cảnh ở trong cái khung Việt Xô ấy. Đấy, thì các bác xem, tôi có tranh thủ nghỉ trưa tí để quay vào đây. Họ chưa mở cửa chính thức đâu, nhưng mà tôi cũng xin phép vào quay để tranh thủ nghỉ trưa tí tầm 1 giờ lại phải đi làm rồi. Quay một số tác phẩm thì nhìn sơ bộ rất là đẹp. Bây giờ đi xin phép đi vào chi tiết các bác nhé. Các bác nào có gì thì ra ngắm nghía từng tác phẩm một nha. Đầu tiên này, lối vào kia kìa. Tôi đi ra đằng sau trước. Ông không đi về, phần của sơn rất đẹp, cây cao độ 65 phân. Cái chậu này thì chiều dài nó độ chắc độ 1m2. Đây rất hay. Ôm hòn đá rất là vững chãi và chất liệu xanh Nam Điền. Nhìn có là biết quát lên xanh Nam Điền. Chưa mở cửa chính thức tôi cũng không biết là có được quay không, mà cứ xin phép cứ làm việc trước đã. Qua hòn đá đây chắc là sẽ có một cái kiểu cảnh hoặc là các cụ ngồi đấy. Tác phẩm rất là mẫu mực và dấu ấn thời gian Hàn Liên rất là lâu rồi, rất đẹp. Không, tức là một cái góc này là để bày bonsai này, còn bên này là những hàng nông sản thì thực tế là rất nhiều cái đồ mà các bác có thể là có nhu cầu đấy, nhưng mà em thì quay bonsai thôi. Rồi, để xin phép phải đi qua cái cây xanh này, như cái cây du. Hàng này chắc là của anh Sơn bây giờ. Cây du. Cây du cao độ 1m, rất già, rất già. Tất toàn bộ những cây sơ bộ ở đây là nhìn nó rất già và thuần, thuần chậu. Còn đẹp hay không thì nó đã qua kiểm duyệt rồi thì chắc chắn là nó đẹp rồi. Còn ai thích cái đẹp nào thì bị phật. Tôi sẽ cố gắng quay từng cây một. Đây là cái cây trà phúc kiến, lại là một cây rất già và hiếm có. Trà phúc kiến các bác nhìn từng đường chi răm này, nó già đến mức rêu mốc kiểu như trên đỉnh Mẫu Sơn ấy. Các bác nhìn những cái cây trên đỉnh Mẫu Sơn hay có những cái rêu cái bám ở cái thân cây này, nó già nó mới được như thế. Đây là một cây trà phúc kiến hiếm có kể cả tuổi đời lẫn dáng dấp các bác ạ. Tổng thể một vòng để các bác xem cái cây này, xong rồi tôi sẽ quay vào chi tiết. Đấy, chi tiết các bác nhé. Bông tán rất là hoàn thiện rồi, rất bít mà. Hàng đầu tiên là của hàng của anh Sơn. Sơn chắc là Sơn ô tô rồi. Các bạn nhìn đây, thế này, chỗ này nó đang chưa có lá thì các bác nhìn thấy nó độ già của nó đây, độ già của nó đây. Gốc bệ này. Các bác nhìn thấy chưa? Xong cây này nhá, cây tùng La Hán. Quang rất là nghệ thuật. Cái tùng rất hay đấy các bạn. Trước hết tôi không sờ, tôi chỉ có son chứ không sờ. Đấy,
rất nghệ thuật. Nhìn thì đơn giản nhưng mà khá là nghệ thuật quá. Kiếm được một cây tùng tự nhiên này khó đấy. Rồi, đến cây xanh, cây xanh tôi cũng rất thích. Cây này mà có cái những cái dáng như này, các bác để chính điện, chính diện sân nhà thì nhìn nó thích lắm. Tán nó rộng mà, những cây dáng làng hoặc ba vai hoặc là năm thân. Đấy, để chính diện giữa sân rất là sướng. Cây qua đấy các bạn, đang giờ nghỉ trưa các bạn, tầm hơn 12 giờ rồi, hơn 12 giờ trưa rồi. À, số thì ghi ở chợ. Chưa thấy triển lãm này, tôi nó là hội chợ chứ không phải triển lãm các bạn. Hội chợ, xin lỗi, nó là hội chợ. Hàng nông sản mà nó thuộc để cũng là cái tổng thể của cái hàng nông sản đấy. Cây cảnh suy cho cùng nó cũng là một cái bộ môn của cái nông nghiệp, cây cối mà. Đó, mặt là tôi nghĩ mặt này là mặt chính thì hay hơn. Rồi xong cây xanh, cửa hàng đầu tiên cây tùng cối rất già của bác Đạt. Đường thân nó, các bác nhìn cảm tưởng nó như là cái cây củi khô. Đấy. Tùng nó có cái vẻ đẹp riêng của nó ở chỗ đây. Tiếp theo là một cây phi lao rất là mịn, rất mịn, một cây rất hay. Cây phi lao thác đổ, trực huyền. Và có cái gốc rất là quái, một tí hòn đá, còn tí nhẹ một hòn đá nhỏ nhưng mà rất là hợp lý, đẹp. Chứ tí nhiều quá thì nó lại mất đi cái vẻ mềm mại của cây này. Tổng thể thì cây này là một cây rất là nghệ thuật, già, hoàn thiện. Bông răm thì mướt rồi, không có gì phải bàn. Cây xứng tầm. Tính tầm của cuộc chơi về dòng phi lao. Tôi sẽ đi vòng qua đây để tôi quay phi lao này. Các bạn nhìn nó rất bay, tán rất bay. Các bạn nhìn này. Lối làm răm mượt, rất mượt như chải tóc. Quay tận đường xương của nó luôn nhé. Bên này nó hơi vướng nên tôi không quay được gốc bệ của nó. Đây, xem để hình dung sơ bộ. Sơ bộ một cây phi lao rất đẹp, ngay cạnh đấy là cây nguyệt quế. Nguyệt quế cũng khá là hay, cao tận 50 phân. Nguyệt quế đợt này thì bày trong nhà các bác, bày cây cối trong nhà, và tôi cũng không rõ là thời gian trong vòng bao nhiêu ngày, nhưng mà để trong nhà thì nó có mấy cái bất cập. Là thứ nhất là tưới tắm thì nó hơi bẩn, cái thứ hai là nếu để lâu dài trong nhà thì cây nó không đẹp. Sơ bộ là như vậy. Sân khấu là trong nhà không ạ? Sân khấu trong nhà.
đây cây dưới của Bắc Sơn, cây dưới cổ rất cụi, rất cụi mà vừa mới lên cái lớp lá non mới, rất là bắt mắt, cây rất quái. Ta nhìn đây nó còn cái gầm như là một trái núi các bác, một cây dưới rất hiếm, một cây dưới rất hiếm. Thực tế là dòng dưới là cái dòng làm bonsai thế mạnh nhất của Việt Nam ấy. Rất là thế mạnh, rất dễ làm, rất dễ sống và bộ răm lá đẹp. Vậy mà nhiều bác thì lại không thích cái tên của nó. Nó có một cái tên nữa là gọi là Hoàng Anh Mộc đấy các bác, nhưng mà tên đấy thì nó mỹ miều, nó xa vời các bác, ít người biết. Hoàng Anh Mộc. Dúi thì ở miền Nam nó gọi lái như là dúi á, dúi xuống dưới nên nó không được phát. Việt Nam nó lộ cổ ở cái chỗ tên gọi như vậy. Cứ phát âm mà nó không hay ho là dù đẹp với mấy cũng ngại. Đó. Đây, nó còn dúi. Đây là cái si đúc đỏ. Si đúc đỏ dáng cổ ôm đá, được cài đá và để cài đá để che đi những cái điểm khuyết của bệ và nó thành một cái khối tổng thể nó khá là hoành tráng. Đấy, là cái cây si đúc đỏ, một cái dáng rất là lạ, dáng khá là lạ, nó thuộc một cây cổ và quái. Đây là vũ. Đây các bác nhìn, người ta ký đá thì được một thời gian rồi, nhưng mà các bác nhìn những cái đường bệ của nó cũ đây, thì nó kết hợp với đá thì nó sẽ lên một khối tổng thể là khá ok. Cây này mà không vào đá thì rất khó chơi. Đó. Một cây cổ khá là hay. Giá mà bác ý rút răm của một lượt, bác ý để cho nó đỏ lại một lượt thì nó nhìn nó đẹp. Đấy, nhưng mà tùy mỗi người, người ta thích chơi lá. Nói chung nó là một cây quái, cổ quái. Một cây xanh. Cái này thì tôi không có ấn tượng nhiều. Đấy, nó hợp với các cụ, phong cách các cụ ngày xưa chơi cây tông cao khoáng. Cây này thì các anh em bây giờ khá là chuộng rồi, phong cách chuộng. Một cái đầu tiên mà đập vào mắt là nó cái nước da nó trắng sáng và một cây rất là mịn. Chỉ có thời gian mới có thể làm như vậy thôi. Thứ ba là bộ răm và những cái sẹo nó líp hết rồi. Răm thì già tận xương răm những đầu rồi. Đấy, các bác nhìn một cây rất giá trị ở đây, lòng xanh. Tôi thích cây này. Để tôi sẽ quay cái mặt sau, mặt trước của nó là đây thì đúng hơn. Cái bộ bệ của nó, thời gian nó làm côn và nó mịn đến từng những dễ con. Đấy. Tổng thể một phát được. Nó cũng là một cây thuộc những cây trực quyền. Từ mặt chậu lên độ khoảng 40-45. Rất mịn màng, sạch sẽ. Cây huyền bể dập xuống và bay ra phía trước khóm ra. Cái kiểu như là cái bông kiểu như cái phông chú thủy. Đó là điểm nhấn,
những cây này nó là điểm nhấn của cái cây. Mỗi cái cây thì nó cái cách tạo điểm nhấn riêng. Ví dụ một cái cây hiền hòa quá nhìn thì rất vui mắt, nhưng nó không có điểm nhấn thì nó không có chiều sâu. Bây giờ là những cây mà nó sâu thăm thẳm, nó có điểm nhấn thì ngắm không bao giờ chán. Đấy, các bạn thắt cổ này vận chuyển cũng rất là khoái, rất là kỳ công. Đấy. Rồi, tạm thời rời xa cây đấy để quay cây khác. Cây lộc vừng cũng có những vũ đây. Ngược sáng lắm, khỏe này. Đấy, thì cái thời lượng video này tôi sẽ để cái video này là quay hai cái hàng đầu tiên này. Và tôi bắt đầu vào cái quay. Thời lượng nó cũng đã hơn 15 phút. Tôi sẽ dành thời lượng khác cho những cái cây khác của trong một video khác. Thì mong là các bác có dịp ghé vào đây sớm để được chiêm ngưỡng các bác nhé. Rồi tôi sẽ sang cái hàng tiếp theo để tôi quay.